Ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện và có diễn biến phức tạp, ban giám hiệu, giáo viên các trường học đã tích cực, chủ động phối hợp với các bậc phụ huynh và học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Và khi học sinh quay trở lại trường, công tác này càng được phối hợp chặt chẽ hơn, ghi nhận của phóng viên tại thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi có thông báo học sinh đi học trở lại, trường tiểu học Phú Đồng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các biện pháp phòng dịch COVID-19, cũng như thông báo đến các bậc phụ huynh về lịch học, những lưu ý khi đưa trẻ đến trường. Nhà trường với lại phụ huynh nó có một cái kênh thông tin trao đổi với nhau rất là chặt chẽ. Mọi thông tin đều đến với phụ huynh rất là nhanh, và phụ huynh trên tinh thần thì phụ huynh cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là phối hợp với nhà trường, cũng hỗ trợ nhà trường trong cái công tác phòng chống dịch. Khi đến trường, các em đều đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay trước khi vào lớp, cũng như được thầy cô giáo chủ nhiệm cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch và những kỹ năng cơ bản về phòng chống dịch. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh và học sinh rất yên tâm, đồng thời tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng có hướng dẫn cháu là khi đi học là phải sạch sẽ, không được đun tay vô miệng. Nhà trường của em thì có chuẩn bị tất cả những cái rửa tay ở trong từng lớp học và các hành lang. Và bên cạnh đó thì trường của em cũng có máy nhắc nhở kiểm tra đeo khẩu trang. Theo số liệu báo cáo từ các đơn vị, trường học, hiện Đà Nẵng có hơn 200.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường, đạt 98%. Số học sinh còn lại nghỉ học là có lý do, được phụ huynh báo cáo với nhà trường và thầy cô giáo. Theo phương án bảo đảm giãn cách phòng dịch, trong tuần đầu đi học, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện chia lớp và phân chia thành hai buổi học khác nhau, mỗi bàn chỉ ngồi 2 học sinh.